Anh sẽ là đồng nghiệp của nhau. Thì với cái bản thân tôi, sau khi đi qua cái lớp này, tôi học lần thứ hai thì có những cái kinh nghiệm mà tôi cũng chia sẻ cùng quý đồng nghiệp. Cái thứ nhất là về cái hiệu quả thì chắc chắn ai cũng thấy đây là một hiệu quả tuyệt vời. Ví dụ như bản thân tôi thì sức khỏe bản thân thì nó cũng cải thiện rất là nhiều. Ví dụ như nhà thì nhân viên thì thông thường nhân viên tôi nó có cái dị ứng với cái máy lạnh, nó sụt xịt hoài thì mình cũng làm những cái động tác hay không đơn giản thì cố hết. Rồi cái thứ hai nữa thì người vợ mình bị mắc cái chứng là bị viêm tĩnh mạch chi dưới thì mình cũng hay không và bấm những cái huyệt ở vùng chân thì nó sẽ cải thiện. Đấy là về cái thực tế mà lâm sàng mà tôi trải qua.